Phần đầu chương trình tôi sẽ trao đổi một vài nét về nghiên cứu điện sinh lý học tim, vốn được xem là một trong những thăm dò về rối loạn nhịp tim rất cơ bản và chuyên sâu nữa. Đấy, và nay đã trở thành một cái tiêu chuẩn, gọi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán các rối loạn nhịp tim. Nhiều rối loạn nhịp chỉ có thể trả lời cuối cùng bằng thăm dò điện sinh lý học tim, mà điện tâm đồ bề mặt có thể là không đủ. Chúng ta biết là chúng ta vẫn sử dụng điện tâm đồ bề mặt như là phương pháp để chẩn đoán các rối loạn nhịp tim chủ đạo hiện nay. Tuy nhiên, nhiều trường hợp diện điện tâm đồ mệt không đủ để chẩn đoán. Đây là một trường hợp nhịp nhanh, QDSK thanh mảnh. Đối với nhiều người nhìn có thể ra ngay được nó là cái gì. Đối với nhiều người khác thì có thể là điện đồ bề mặt nó không đầy đủ các cái công cụ để chẩn đoán. Đây là một cơn tim nhanh trên thất hay là một cơn tim nhanh thất có dẫn truyền lệch hướng. Đó. Nhiều trường hợp là cũng không phải là dễ dàng. Nhưng trong trường hợp này thì các bạn có thể nhìn thấy được các dấu hiệu của phân ly thất nhĩ, vân vân, thì có thể phân biệt được. Nhiều trường hợp không phải là không phải dễ dàng. Điện tâm đồ bề mặt không đủ cho chẩn đoán nhiều rối loạn nhịp tim khó, cho nên người ta đặt ra tính cấp thiết là bên cạnh điện tâm đồ phải có những cái biện pháp chẩn đoán khác có thể chuyên sâu hơn. Đấy. Trước đây người ta cũng đang nghĩ đến nhiều cách để cải tiến điện tâm đồ thông dụng, nào là đưa thay đổi các vị trí điện cực để ghi rõ cái điện đồ tâm nhĩ, nào là đưa điện cực vào trong thực quản để ghi được cái chuyển đạo thực quản. Bằng cách đó có thể xác định rõ được cái bản chất mối quan hệ giữa nhĩ và thất trong các cơn nhịp nhanh để chẩn đoán, vân vân. Đấy. Nhưng mà chuyển đạo thực quản rồi cũng không đủ, chúng ta cần những cái công cụ chuyên sâu hơn để chẩn đoán. Chính vì vậy, vào năm 1969 tại bệnh viện Public Health Service ở Staten Island, New York, thì Scalac và cộng sự đã lần đầu tiên tiến hành ghi điện tâm đồ, trong trường hợp này điện thế báo Hiss, qua một dây thông điện cực luồn theo đường tĩnh mạch. Đấy. Và đây có lẽ sự kiện đã đánh dấu sự ra đời của nghiên cứu điện sinh lý học tim hiện đại. Cái sự kiện này cũng giống như kiểu là NASA đã đưa cái kính viễn vọng Hubble lên 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 thì chúng ta có thể có những kính hiển viễn vọng rất là nhạy, nhưng mà đặt ở bề mặt trái đất thì không đủ quan sát sao, bởi vì chúng ta gặp quá nhiều mây mù che phủ đêm, thường là quan sát thiên văn học là đêm, thì các thành phố lại quá sáng đèn lại che khuất bất hình ảnh. Cho chính là Hubble, chính là các nhà khoa học của NASA đã đưa ra một công cụ là phóng cái tàu vũ trụ đấy, và gắn kính viễn vọng lên tàu vũ trụ để có thể quan sát vũ trụ một cách rõ hơn. Nguyên lý như vậy cũng giống như là gì ạ, để ghi được điện tâm đồ các buồng tim thì cách tốt nhất là gì ạ, đưa điện cực vào buồng tim, còn điện đồ bề mặt là không đủ. Đấy, cách tiếp cận như vậy. Và định nghĩa điện thăm dò điện sinh học hiện nay là phân tích một cách có hệ thống những hiện tượng điện sinh lý tim. Đấy, phân tích một cách hệ thống chứ không phân tích các tình trạng đơn lẻ, một cách có hệ thống làm cho nó trở thành một tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán các rối loạn nhịp. Trong tình trạng cơ sở có nghĩa là nhịp xoáy, nhịp và đánh giá với cách đáp ứng của tim với các kích thích điện của chương trình. Đây định nghĩa của Mark Josephson, là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực thăm dò điện sinh học tim hiện. Và bản chất là gì qua định nghĩa vừa qua? Chính là bản chất thăm dò điện sinh học tim chính là ghi điện tâm đồ. Ngoài 12 chuyển đạo bề mặt thông dụng như chúng ta đã sử dụng, thì nay còn thêm cả các chuyển đạo ghi trong buồng tim nữa. Bằng cách ghi được trong buồng tim chính là ghi bằng cách luồn các ống thông vào trong buồng tim để ghi điện tâm đồ. Rõ ràng là chúng ta nhìn thấy PQRST đồ bề mặt lúc nhịp xoang, nhưng lúc cơn nhịp nhanh PQRS có thể nó lẫn vào nhau, phân biệt rõ ràng bằng cách là gì ạ? Chỉ ghi điện đồ của từng buồng tim một, nhĩ là nhĩ, thất là thất, hít là hít, bằng cách rõ ràng hơn. Cho nên điện tâm đồ thăm dò điện sinh lý tim, khía cạnh thứ nhất là ghi điện tâm đồ bề mặt và trong buồng tim, và khía cạnh thứ hai nữa là kích thích tim của chương trình. Nếu để trong điều kiện tĩnh tại, bệnh nhân cái nhịp xoang mãi thì không thể có loạn nhịp để chúng ta biết được như thế nào, thì chúng ta phải kích thích tim để gây cơn loạn nhịp xuất hiện, để phân tích nó để xem nó bản chất là gì. Một khía cạnh nữa là điện tâm đồ bề mặt cho chúng ta biết được khoảng dẫn truyền nhĩ thất bằng PR chẳng hạn, nhưng mà để họ bảo là thời gian trơ cơ thất là bao nhiêu thì điện đồ bề mặt không trả lời được, và chỉ có cách là chúng ta phải kích thích tim theo các chương trình khác nhau, tâm thất tâm nhĩ, tí tôi sẽ nói cụ thể hơn, bằng cách đó mới đưa ra các cái thông số điện sinh học tim được. Vậy thế nào là kích thích tim của chương trình? Ví dụ lúc nãy bác sĩ Huỳnh Linh có trình bày về huyết động trong hẹp chủ hay là trong bệnh cơ tim phì đại, chọc cái ống thông vào trong tâm thất để gây bên ngoại tâm thu thất để đánh giá đáp ứng huyết động. Nhưng đấy là kích thích tim theo kiểu gì ạ? Kiểu thô sơ, không có chương trình. Kích thích tim có chương trình là gì? Là sử dụng phần mềm máy tính kích thích đập nhanh chậm theo các kiểu khác nhau. Đấy, sử dụng một chương trình máy tính
Cho nên cái từ chương trình chính là như vậy. Nó khác với chuyện là chúng ta chọc chọc cái ông thông kích theo, hoặc là ông thông trục đồi vành phải, và trong thành tâm thất cứ đứng ngoại tâm thu thất theo kiểu tự phát như là theo máy tính đấy, có tính toán đàng hoàng. Xung thứ nhất là 600 mili giây, xung thứ hai là 500, xung thứ ba là 250 mili giây, vân vân. Đây chính là khái niệm kích thích tim có chương trình. Như vậy thăm dò điều trị học tim chính là một kỹ thuật xâm lấn để chẩn đoán các bệnh nhịp tim, bao gồm kết hợp giữa ghi điện tâm đồ bề mặt nghe truyền đạo như ta vẫn dùng để chẩn đoán, và điện tâm đồ trong buồng tim nữa, nào thất làm nhĩ rồi hít. Đó là khía cạnh thứ nhất. Khía cạnh thứ hai của thăm dò điều trị tim là thông qua các ống thông đó đặt trong buồng tim, chúng ta sẽ kích thích tâm thất, tâm nhĩ và những vị trí khác nữa bằng phần mềm máy tính để gây ra, để đo đạc, để chẩn đoán bản chất các loại nhịp tim là gì một cách chính xác. Và vì thế thăm dò điện sinh học tim đã trở thành tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán các loại nhịp tim hiện nay. Chỉ định của thăm dò điện sinh học tim thì trong các loại nhịp chậm chúng ta có thể chỉ định được, đặc biệt là trong hội chứng nút xoang bệnh lý để đánh giá chức năng nút xoang, trong block nhĩ thất cho phép chính xác được biết được vị trí bị block là chỗ nào, là tại nút nhĩ thất hay là tại bó hít hay là dưới bó hít đấy, vân vân. Nhưng nói chung là hiện nay thì chỉ định thăm dò điện sinh học tim trong các loại nhịp chậm là hạn chế, bởi vì phần lớn các quyết định có cấy máy tạo nhịp hay không là dựa vào mối liên quan giữa nhịp chậm và triệu chứng là chính, và các bằng chứng khác vốn trên điện tâm đồ bề mặt hoặc là onter 24 giờ hoặc các phương tiện ghi điện đồ kéo dài đã trả lời một cách tương đối thỏa đáng. Do vậy chỉ định thăm dò điện sinh học tim trong nhịp chậm hiện nay tương đối hạn hẹp, cho nên chúng ta thấy ít khi chúng ta mang cái điện tâm đồ block nhĩ thất ra rồi xin chỉ định thăm dò điện sinh lý, rồi lại chỉ định để tạo nhịp luôn, bởi vì nó đã rõ đấy. Nhưng có nhiều trường hợp chúng thấy là bệnh nhân nhịp chậm đấy, tần số tim khoảng 55-60 chu kỳ phút, mệt cũng không rõ, nhưng thỉnh thoảng có những triệu chứng vài ba tháng lại choáng một lần đấy, thì lúc đấy chúng ta có thể thăm dò điện sinh lý, bởi vì các cái thăm dò điện đồ bề mặt, khai thác tiền sử bệnh cũng như onter 24 giờ có thể không trả lời được một cách xác đáng bản chất của cái bệnh học của các bệnh đó như thế nào. Nhưng lại thăm dò điện sinh học tim lại rất phổ biến trong các rối loạn nhịp nhanh, khi mà bằng cách ghi đo đạc điện đồ trong buồng tim và kích thích theo chương trình gây ra cơn nhịp nhanh, tái tạo nó, cái cơn nhịp nhanh trên lâm sàng, thì người bác sĩ, các bác sĩ thủ thuật chuyên về nhịp có thể trả lời chính xác được bản chất loạn nhịp. Hơn nữa, trong cùng một thủ thuật đó, người ta sẽ sử dụng các ống thông đốt điện để có thể triệt đốt về cơ bản phần lớn các rối loạn nhịp tim nhanh. Chính vì vậy, hiện nay các rối loạn nhịp tim nhanh được trong tim khá phổ biến để chẩn đoán chế trọng nữa. Một cái chỉ định thứ ba nữa hiện nay cũng có thể vẫn còn chỉ định khá nhiều, chính là để thăm dò các trường hợp ngất. Ngất không phải tất cả trường hợp ngất đều đưa lên bàn để thăm dò điện sinh học tim, nhưng khi mà các thăm dò không xâm đấy, như điện tâm đồ bề mặt, onter 24 giờ, một số nghiệm pháp bản nghiêng vân vân, mà không trả lời được bản chất được cái cơn ngất là gì, thì lúc đó chúng ta có thể làm thăm dò điện sinh tim. Ví dụ có những bệnh nhân ta ngất một cơn mà chúng ta đã loại trừ các nguyên nhân khác, hoặc các thăm dò không xâm khác không trả lời một cách thỏa đáng bản chất là gì đấy, thì chúng ta đưa bệnh nhân lên bàn EP, kích thích tim vài xung đã gây ra một cơn tim nhanh rất rất nhanh, có thể lên tới 240 chu kỳ phút đấy, thì đó có lẽ chính xác là thủ phạm gây loạn nhịp đấy, và gây cơn ngất. Và bằng việc triệt đốt thành công cái cơn nhịp nhanh đó hoặc dùng thuốc chống loạn nhịp sau đó, chúng ta thấy là có sự chuyển biến lâm sàng rõ rệt, bệnh nhân không ngất nữa, thì chính đó là thủ phạm. Các bạn tiến hành thủ thuật thăm dò điện sinh học tim, vì đây là một bài về kỹ thuật là nhiều, thì chúng ta sẽ chuẩn bị bệnh nhân đấy, đặt đường truyền tĩnh mạch. Thông thường thì bệnh nhân sẽ được giải thích thủ thuật và sẽ ký cam kết đó, ký cam kết bệnh nhân cũng không cần phải nhịn ăn trong cái ngày mà trước khi được làm thủ thuật, không cần nhịn ăn sáng, vẫn ăn bình thường, nếu làm buổi chiều có thể ăn nhẹ bữa trưa, đừng ăn no quá được đấy. Chúng ta sẽ đặt đường truyền tĩnh mạch an thần vô cảm, đặt các cate qua đường, chủ yếu là đường tĩnh mạch đùi và tĩnh mạch dưới đòn đấy. Và thông thường thì thăm dò điện sinh học tim và sẽ được tiến hành trong một thủ thuật đấy. Ví dụ bệnh nhân có một cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, bác sĩ tiến hành thăm dò điện sinh học tim gây cơn nhịp nhanh, và sau khi gây xong thì sao, đốt luôn đấy, chứ không phải là gây xong rồi về lại ông ra lại hội chẩn để tuần sau lại vào lại đốt, mà thường chúng ta sẽ làm trong một thủ thuật đấy. Thì đây là các cateter chẩn đoán mềm mại, đường kính khoảng 4-5 French, tức là khoảng diện khoảng gần 2 mm, khá là nhỏ, đầu tròn, có các đầu điện cực bằng kim loại tròn nhẵn đấy. Chúng ta có thể đẩy các ống thông này trực tiếp vào trong
hệ thống mạch máu người bệnh tới các vị trí chúng ta muốn, tức là thông buồng tim, mà không có gai quay dẫn được. Đấy, ngược lại là gì ạ? Cái kim chọc vách liêm nhĩ thì bắt buộc gì ạ? Đấy, chúng ta phải đi và có một cái ống nhựa nó phủ bên ngoài để nó bảo vệ, ví dụ như vậy. Đấy, nhưng mà trong trường hợp ống thông điện sinh lý thì thường là tiếp được khá là ống thông đốt điện thì là những ống thông kích thước mập mạp hơn chút, thường 7 đến 8 phân. Đấy, có vòng cũng để ghi các điện đồ. Cái điện cực muốn có điện được bản điện hay ống thông ghi điện đồ rồi đó. Đấy, ống thông đó là có chức năng của ống thông thăm dò cộng với chức năng là gì ạ? Phát ra năng lượng RF. Đấy, ống thông đốt thì có đặc điểm nữa là nó một chút được 7-8 French, và đặc điểm là gì ạ? Có thể gấp rũi được, động tác gấp rũi được cộng với động tác xoay giúp cho các bác sĩ làm thủ thuật có thể đưa cái đốt này vào phần lớn các vị trí các ngón tim của ngoại vị được điện bất thường để tìm tốt các loại nhịp tim như vậy. Đó. Để tiến hành thủ thuật thăm dò điện sinh lý học tim cũng đặc biệt như là thầy Hùng đã nói, chúng ta có một hệ thống thăm dò điện siêu tim. Đây chính là hệ thống cái gì ạ? Thứ nhất, hai chuyển đạo. Đấy, chúng ta dán các cái đề can lên ngực và thành cái dòng điện tâm đồ để ghi được trên màn hình này. Thứ hai nữa là gì ạ? Phải hiện hình các điện đồ trong buồng tim, tức là phải hai kênh nữa cơ bản, có thêm khoảng 50 kênh để chúng ta cắm vào kênh tim đưa lên màn hình. Thế ở dưới này chúng ta có một cái nó phải chứa phần mềm tim, phải có một cái không nhạy lắm. Hello. Và thứ tư nữa là nó phải có một cái máy ở đây, đầu con chuột này chính là máy phát ra năng lượng từ số radio, máy điều chỉnh RF. Đấy, máy này nhiệm vụ là sinh ra năng lượng sóng radio. Sau khi đã chẩn đoán được, xác định được cơ chế loạn nhịp và định đốt ở chỗ nào thì bắt đầu mới sử dụng máy này. Đấy. Và thứ năm nữa, một bộ phận rất quan trọng đến đấy chính cái gì ạ? Máy in để in những cái bằng chứng về loạn nhịp, làm bệnh án, đúng không ạ? Làm tư liệu để học tập, nghiên cứu, giảng dạy. Đó. Tiếp cận mạch máu, phần lớn chúng tôi sẽ chọc tĩnh mạch đùi để đưa điện cực nhĩ phải, thất phải, điện cực his, vì đơn giản là luôn thẳng lên nó vào thôi. Đấy. Nhưng mà điện cực dưới đòn thì chúng tôi thường chọc tĩnh mạch dưới đòn trái để đưa vào xoang vành, tĩnh mạch xoang vành. Cho nên thường tại trung tâm của viện tim mạch chúng tôi chọc đùi, động mạch tĩnh mạch đùi, tùy theo tiếp cận theo đường nào, bên trái bên phải, và tĩnh mạch dưới đòn trái để đặt điện cực xoang vành. Đó. Chúng ta sẽ đặt các cái cathet điện cực vào đâu? Thì trước hết chúng tôi sẽ đặt một cái điện cực vào vùng cao nhĩ phải, đẩy thẳng tuột lên qua tĩnh mạch chủ dưới vào trong nhĩ phải, đẩy hết phần cao nhĩ phải, xoay để tựa vào thành nhĩ phải, ghi điện đồ nhĩ rõ nét là được, gần vị trí nút xoang. Điện cực thứ hai chúng ta sẽ đưa vào trong mỏm thất phải, như chúng ta đặt tạo nhịp tạm thời đấy, thì đường tĩnh mạch đùi đấy, trên hình chiếu X-quang là thế này. Điện cực thứ ba chúng ta đặt điện đồ bó his, tức là nó gắn vào gần vị trí bó his. Đấy, cái này chúng ta sẽ đẩy qua van ba lá, như đặt ở điện cực thất, sau đó rút dần ra và dừng ở cái đoạn điện đồ điện cực kỳ his. Và điện cực thứ tư rất quan trọng chính là điện cực xoang tĩnh mạch vành. Điện cực xoang tĩnh mạch vành được ghi bằng cách là luồn cái ống thông đốt vào cái lỗ động mạch vành, lỗ xoang vành ở đây, đẩy vào cái điện cực, nó chui theo cái xoang tĩnh mạch vành, nó chui ôm lấy cái gì ạ? Ôm lấy cái rãnh nhĩ thất ở bên trái. Đấy, cho nên là cái điện cực xoang tĩnh mạch vành này tôi gọi là điện cực xoang vành, rất hữu ích cho việc thứ nhất là gì ạ? Chúng ta ghi được các cái cặp điện cực, bởi vì vị trí xoang vành chạy ở độ vòng van gì ạ? Vòng van hai lá, cho nên nó sẽ ghi được điện cực của nhĩ trái và thất trái mà không cần qua đường động mạch. Ý thứ hai nữa là điện cực xoang vành nó chạy đúng vào vòng van hai lá, cho nên nó là gì ạ? Cái mốc giải phẫu cho cái gì ạ? Cho vòng van hai lá rất là rõ, không có gì sánh bằng được cả. Thế cho nên sau này chúng tôi đốt cái one person white là những cái đường dẫn truyền phụ nó phải đi qua vòng van, thì cái điện cực xoang vành chính là đánh dấu cái vòng van rất rõ. Đấy, đó là những cái hiệu dụng của điện cực xoang vành như vậy. Chúng ta sẽ tiến hành đo các khoảng điện đồ trong tim ở cơ bản
ở đây là chuyển đạo D2, chúng ta thấy là sóng P, phú bộ QRS, sóng T vân vân. Nhưng mà các điện đồ trong buồng tim thì nó sẽ ghi khác. Ví dụ điện đồ His, ngoài cái sóng A phản ánh điện hoạt động tâm nhĩ, ngoài sóng V tương tự như QRS, thì điện đồ His còn có một cái sóng rất to ở giữa. Nếu đặt đúng vị trí His, chính là điện đồ bó His. Đấy, điện đồ rất quan trọng để chẩn đoán. Ví dụ như là một bệnh nhân bị block nhĩ thất cấp 3. Đấy. Nhưng mà A này luôn luôn đi với H, chỉ có H và V là phân ly thôi. Thì như vậy block ở chỗ nọ, block giữa His và thất. Đấy. Ngược lại là cũng là block nhĩ thất cấp 3. Nhưng chúng ta thấy là H và V luôn đi song song với nhau, đi cùng nhau hết. Mà chỉ có A và H là phân ly thôi. Như vậy để block nhĩ thất cấp 3 tại vị trí nọ, ngay tại nút nhĩ thất trước khi đi vào bó His. Đấy, phân biệt rất là rõ. Chúng ta sẽ tiến hành gì ạ? Sau khi đặt các điện cực xong, đấy, luôn ông thông vào, nội chú chỉ cần hướng dẫn khoảng buổi là làm được, đặt vị trí này kia. Thì bước tiếp theo quan trọng hơn chính là chúng ta sẽ đo đạc các khoảng dẫn truyền trong trạng thái cơ bản như tôi nói lúc nãy. Và bước thứ hai là tiến hành kích thích tim theo chương trình máy tính. Chúng ta sẽ kích thích tâm thất và tâm nhĩ lần lượt từng cái một. Trong tâm thất thì có thể kích thích mỏm tâm thất hay đường ray thất phải. Tâm nhĩ thì có thể kích thích vùng cao nhĩ phải hay vùng thấp nhĩ phải. Nhưng nói chung là chúng ta thường kích thích ở vùng cao nhĩ phải và mỏm thất phải là chính. Chúng ta sẽ kích thích với tần số tăng dần. Có nghĩa là tần số tim 70, chúng ta lập trình máy tính là mà kích thích tim lên 100 chu kỳ phút. Thì nó sẽ là tạo ra một cái kích thích 100. Kích thích 200 thì nó sẽ 200. Thì gọi là kích thích tăng dần. Thì đơn giản là gì ạ? Kích thích với tần số cao hơn. Kỹ thuật thứ hai quan trọng và nhiều thông tin hơn chính là kích thích với tần số sớm dần. Đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ kích thích 8 xung, thường là 8. 8 xung, tần số tim bệnh nhân là 70 chu kỳ chết phút. Chúng ta kích thích 8 xung đầu tiên là 90 chu kỳ phút, tạo ra một cái cơn nhịp nhĩ. Đến cái xung thứ 9 thì chúng ta sẽ kích thích gì ạ? Ngắn hơn nữa. Đấy, không phải là 600 mili giây mà chúng ta kích thích 500 mili giây. Đấy, co dần lại. Thì đấy chúng ta sẽ gọi là kích thích sớm dần. Tôi lấy ví dụ. Kích thích nhĩ tần số tăng dần rất dễ thôi. Chúng ta sẽ kích thích. Vậy kích thích nhĩ tần số tăng dần để làm gì? Để thứ nhất là chúng ta sẽ đánh giá cái dẫn truyền qua nút nhĩ thất nó như thế nào. Đấy. Nút nhĩ thất là thế nào. Rồi chúng ta sẽ tính toán cái thời gian phục hồi nút xoang như thế nào. Đấy. Và thứ ba nữa là gì ạ? Chúng ta có thể kích thích để gây các cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất. Đấy. Nhiều các cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất như tim nhanh vào lại nút nhĩ thất. Hay là kể one person why, chúng ta kích thích nhĩ, tích kích thích nhanh, dừng kích thích lại là cơn nhịp nhanh nó xuất hiện luôn. Đấy, bởi vì kích thích đó có vai trò như là các ngoại tâm phu nhĩ hoặc thất để gây cơn nhịp nhanh. Tôi lấy ví dụ, đây chính là đo đạc thời gian phục hồi nút xoang. Thì chúng ta kích thích tim xung thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Đấy, chúng ta thấy là một chuỗi dài cái này. Điện tâm đồ có vẻ như nhịp xoang, nhưng trước nhịp xoang này có cái mấu nhỏ nhỏ là cái gì đấy? Đây chính là cái spike của cái máy kích thích tim theo chương trình. Đấy, như vậy đây là một cái cơn nhịp nhanh. Nhưng do gì ạ? Máy kích thích tim theo chương trình gây ra. Đấy. Thì máy sẽ kích thích nhĩ trong thời gian khoảng 30 giây, một chuỗi dài thế này. Đấy. Kết thúc 30 giây thì máy nó ngừng không kích thích nữa. Thế là tim gì ạ? Tim không có xung động nữa, thì tim sẽ ngừng dài hơn một chút. Đấy. Bởi vì là không có xung động kích thích nhĩ nữa. Và đến lúc là gì ạ? Tim cứ lặng, phẳng lặng như tờ, đúng không ạ? Một lúc sau thì là nút xoang mới phát hiện là thấy là bây giờ nó không kích thích mình nữa thì mình phải tự phát xung trở lại. Đấy, thì cái thời gian từ cái xung cuối cùng cho tới lúc mà nút xoang phát ra xung đầu tiên chính là thời gian phục hồi nút xoang. Đấy, và rõ ràng là xuyên nút xoang thì nó sẽ dài đó. Còn người bình thường thì nó sẽ không dài. Đấy, như chúng ta đem đi thăm dò hết thì thời gian này thường dưới 1,5 giây. Còn người bị xuống nút xoang thì có thể dài hơn 1,8, 2,5, có trường hợp 5-7 giây nó mới phát tiếp xoang trở lại. Thì đấy chính là bằng chứng của xuống nút xoang. Đấy, tôi lấy ví dụ như vậy. Thì bây giờ cũng chiều muộn này, chúng ta không nên đi vào chi tiết quá nhiều. Đấy. Kích thích nhĩ sớm dần thì chúng ta kích thích, ví dụ đây chẳng hạn. Chúng ta kích thích cái xung thứ nhất là 500 mili giây, đến xung thứ hai chúng ta kích thích 300 mili giây, rồi 209, 208, 207. Đấy. Và kích thích nhĩ sớm dần tới một lúc là gì ạ? Cái xung thứ hai này khoảng 180 mili giây, rất ngắn. Kích thích một cái thì thấy gì ạ? Không thấy tâm nhĩ bóp nữa. Chính lúc đấy chính là thời điểm đó. Thời điểm là cơ tâm nhĩ nó bị trơ, nó không đáp ứng nữa. Đấy, cho nên kích thích sớm dần giúp chúng ta chẩn đoán được thời gian trơ cơ nhĩ chẳng hạn. Kích thích thất sớm dần giúp chúng ta chẩn đoán được thời gian trơ cơ thất, ví dụ như vậy. Đấy. Rồi trơ nút nhĩ thất vân vân.
Và tiếp theo nữa là kích thích nhĩ, chúng ta sẽ chứng minh được là bằng chứng của bước nhảy AH, tức là đường dẫn tuyệt kép qua nút di thất. Đây những khái niệm cũng khá là chuyên sâu trong cái địa sinh lý. Đấy. Nhưng tôi có thể chỉ cho các bạn thế này. Đây là kích thích xung thứ nhất. Đấy. Kích thích S1 đây, đến S2 280 mg. Đấy. 280 mg. Như vậy đây là kích thích S1 500 mg, S2 280 vào tâm nhĩ. Thì chúng ta sẽ thấy là sau khi kích thích xong ấy, thì sẽ có sóng A, sóng H và sóng V. Đấy. AH, H nhỏ nhỏ đây, là 250 mg. Như vậy đây là thời gian dẫn truyền từ qua nút di thất, từ A đi qua nút di thất cho đến khử cực His. Đó. Đấy. Khi chúng ta kích thích xung thứ nhất vẫn là 500 mg, xung thứ hai chúng ta co ngắn lại một chút là 10 mg. Đấy. Là còn 270 thôi, lúc này là 280. Thì chúng ta thấy là vẫn là A. Như H đây, AH nó dài hơn rất nhiều, còn 360 mg. Đấy, chúng ta thấy gì ạ? Có hiện tượng gia tăng khoảng AH rất đột ngột. Thông thường thì khoảng AH này gia tăng dưới 50 mg thôi, nhưng bây giờ cái khoảng AH này gia tăng tới tận bao nhiêu? Lấy 360 AH2 trừ cho 250 AH1 ra 110 mg. Nếu cái hiệu số này trên 50 mg, chứng tỏ là có hai đường dẫn truyền qua nút di thất thì nó mới nhảy nhiều như vậy. Đấy, chỉ chúng ta gọi là đường dẫn truyền kép hay bước nhảy là như vậy. Đó, các bạn sẽ tìm hiểu thêm. Kích thích thất cũng tương tự như vậy. Chúng ta kích thích thất theo chương trình thì sao? Khi chúng ta kích thích thất thì chúng ta sẽ thấy là có bằng chứng dẫn từ ngược lên nhĩ không? Đấy, đấy chính là những cái thông tin rất quan trọng. Bình thường là chỉ có 1/3 người khỏe mạnh có dẫn truyền ngược từ thất lên nhĩ, còn 2/3 là không dẫn. Đấy. Hoặc là có người dẫn từ thất lên nhĩ được nhưng không qua nút nhĩ thất mà lại qua một đường dẫn truyền phụ là cầu Ken chẳng hạn, trong one person wide. Như vậy thì kích thích thất cho phép chúng ta đánh giá được rất nhiều thông tin, đặc biệt là có sự hiện diện của đường dẫn truyền bất thường hay không. Đấy. Ví dụ đây chẳng hạn, giờ này mà nhìn những cái này là cũng khó đấy nha. Đấy. Tôi rất thấu hiểu nhưng tôi không biết làm thế nào cho dễ hiểu hơn. Đấy, chúng ta biết là khi chúng ta kích thích tâm thất thì nó sẽ tạo ra cái gì ạ? Như một cơn tim nhanh thất ấy. Đấy, đây là một cơn tim nhanh, đúng không ạ? Nhìn ở D1, D1 nó chả khác gì một cơn tim nhanh thất cả. Nhưng cái tim nhanh thất này là do gì ạ? Do kích thích thất mà ra. Đấy, kích thích thất mà ra. Và ở dưới này chúng ta thấy là gì ạ? Cái vạch này chính là vạch nhĩ. Vạch nhĩ, vạch nhĩ, vạch nhĩ, thấy đi ạ? Nhĩ phần lớn là đi sau thất. Đấy. Thất khử cực trên và dưới khử cực nhĩ, 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 nhĩ. Nhưng đến đây chúng ta thấy ạ? Có một mấu thất này mà nhưng không có nhĩ, vì thì đáng lẽ là có một tâm nhĩ ở đây. Chỗ này như vậy, sau 1, 2, 3, 4 lần thất dẫn đến nhĩ, thì đến đây khuyết một nhĩ ở đây. Đấy, như vậy chứng tỏ là gì ạ? Dẫn truyền từ thất lên nhĩ, thỉnh thoảng là khuyết đến một nhĩ. Đấy chính là theo quy luật của chu kỳ gì ạ? Wenckebach thất nhĩ. Nó giống như Wenckebach nhĩ thất ở chiều xuôi thôi. Đấy. Cách tiếp cận là như vậy. Kích thích thất thì cho phép đánh giá gì ạ? Thời gian trơ hiệu quả cơ thất. Đấy. Rồi thời gian trơ đường phụ đồng hồ trung quốc bất xương quai. Đấy. Thấy kích thích thất. Thấy là tâm thất dẫn ngược vào tâm nhĩ theo một đường không phải là nút nhĩ thất. Theo trình tự điện học. Đấy. Thì chúng ta có thể thấy được các cái nguyên tắc như vậy. Ví dụ đây chẳng hạn. Chúng ta kích thích gì ạ? Đây có một phúc bộ QS giãn rộng. Đây có phúc bộ QS giãn rộng. Không phải là nhanh thất đâu, mà do chúng ta kích thích tim. Đấy. Qua cái điện cực tâm thất nó gây ra như vậy. Đến đây chúng ta cũng thấy một phúc bộ giãn rộng như nó đến gì ạ? Sớm hơn hẳn. Là do chúng ta lập trình S1 600 mg và S2 400 mg. Rất đơn giản. Chúng ta bảo là thất ơi, mày đập đi. 8 nhịp đầu là cứ 600 mg, tức tương đương 100 chu kỳ phút. Đến nhịp thứ 9 thì là 400 mg, nó đã đập rồi, nó đến sớm một tí. Đấy. Câu chuyện là như vậy. Nhưng nếu chúng ta rút ngắn cái S2 này 400 rồi 308 rồi 306, 304 thì câu chuyện gì xảy ra? Thì đến một cái thời điểm chúng ta nhìn thấy đây, đây là S1, S2 vẫn có khử thất. Đến một thời điểm chúng ta kích thích quá sớm thì gì ạ? Nó không còn QS nữa. Và đây chính là thời điểm đánh dấu gì ạ? 200 mg chính là thời điểm trơ cửa thất không hoạt động nữa. Đấy. Cho nên là điện sinh học tim cho phép chúng ta trả lời một cách chính xác những thuật ngữ điện sinh lý học mà chúng ta có thể đã đọc trong điện tâm đồ bề mặt. Nhưng mà bằng điện sinh học tim thì mọi thứ rất rõ ràng. Đấy. Nếu chúng ta có một chút đam mê, đúng không? Say mê về nhịp thì những cái khái niệm này rất dễ hiểu thôi, không phải là khó. Nhưng đây là bài nhập môn, đúng không? Nhà nhập môn tôi cũng không muốn đi vào sâu. Một khía cạnh nữa là kích thích thất theo chương trình trong trường hợp này
cho thấy là S1 có khớp nhỏ nhỏ đây. Sau khớp nhỏ này thì football quadriceps lõ một cái, chứng tỏ là chúng ta kích thích tâm thất. Đây cũng vậy, sau kích thích thất lõ một cái, S2 sớm hơn hẳn, kích thích một cái, thất lõ một cái. Nhưng khi kết thúc S2 thì sao? Thì nó đã gây một cơn tim nhanh thất xuất hiện. Đấy. Và việc kích thích tâm thất theo chương trình đã gây ra một cơn tim nhanh thất, dẫn tới bệnh nhân có triệu chứng đã phải nhập viện, sốc điện cắt cơn trước đó. Đấy. Chứ có người hỏi là tư vấn chúng tôi là thưa anh là bệnh nhân đã có cơn nhịp nhanh, bọn em đã cắt cơn thành công rồi, thì bây giờ chuyển lên cho anh, nhớ mà không có cơn thì có điều trị được không? Thì câu trả lời diện có thể điều trị được, vì chúng ta sẽ kích thích để gây cơn tim nhanh thất xuất hiện. Nhưng vấn đề chỗ là nếu các bạn đã truyền tới 6 lọ Coron của ngày hôm trước để cắt cơn tim nhanh thất đó, thì ngày hôm sau cũng không nên vội vàng đưa lên bàn thăm dò ngay, bởi lúc ấy thuốc nấm mà không gây cơn được, mà nhiều trường hợp chúng ta phải chờ đợi khoảng một vài tuần thuốc thải bớt đi, giảm nồng độ đi thì chúng ta mới làm. Nhưng nếu như bệnh nhân ngày hôm trước cắt một cơn tim nhanh thất bằng adenosine thì sợ, thì ngày hôm sau nếu chuyển viện mà có sẵn mọi điều kiện, chúng ta có thể thăm dò điều trị đốt điện ngay, bởi vì thuốc nó đã thải hết rồi. Ví dụ như vậy. Ngoài các kích thích tim theo chương trình và ghi điện đồ trong buồng tim, thì chúng ta có thể sử dụng thêm một số thuốc men để làm cho cái phép thử, cái test chẩn đoán nó hiệu quả hơn. Chúng ta sẽ dùng cái atropine để xem là hủy phó giao cảm, để xem là cái mức độ phát xung nhịp xoang như thế nào. Chúng ta sử dụng adenosine đấy, tiêm một cái để cắt đứt cái gì ạ? Cắt đứt cái dẫn truyền ngược qua nút nhĩ thất chẳng hạn. Hoặc là chúng ta tiêm adenosine xong để thấy cái thời gian ngừng xoang nó có dài không, ví dụ như vậy. Một số thuốc khác nữa để chúng ta sử dụng trong các thăm dò điện sinh lý để làm cho thủ thuật nó tốt hơn. Giống như là các bác sĩ về can thiệp tim cấu trúc có thể dùng gì ạ? Dùng adenosine để giãn mạch ra đấy, ví dụ như vậy. Rồi dùng một số thuốc khác nữa để làm cho cái thăm dò huyết động nó rõ ràng hơn đấy, ví dụ như vậy. Thì trong thiệp này, trong thăm dò điện sinh lý cũng vậy, chúng ta sử dụng những thuốc đường tĩnh mạch tác động nhanh chóng vào đặc tính thuộc tính điện sinh lý học của các cấu trúc tim mạch để làm rõ hơn cái phép chẩn đoán đấy. Các biến chứng của thăm dò điện sinh lý học tim thì cũng có khá nhiều. Về mặt danh mục khá nhiều. Tức là cái gì liên quan tim mạch can thiệp thì thăm dò điện sinh lý học tim nó cũng có như vậy. Tuy nhiên là gì ạ? Rất mừng là đây là một kỹ thuật tương đối an toàn, với hồ sơ an toàn rất cao. Mỗi năm có thể làm hàng ngàn ca, như những tai biến dẫn tới chết người rất hiếm gặp. Có đấy, nhưng hiếm gặp. Đấy. Một vài ca một năm thì chúng ta có thể gặp, nhưng mà với tỷ lệ tương đối thấp. Đấy. Nhưng mà các biến chứng khác như là biến chứng mạch máu thì thường là nhẹ thôi, như tụ máu, rồi thỉnh thoảng có thông động tĩnh mạch nhưng không phải là nhiều. Rồi các biến chứng liên quan đến thăm dò xâm nhập trong tim mạch như tràn khí, tràn máu bằng phổi, liên quan tới các catheter, các chọc mạch dưới đòn, đột quỵ tử vong nhưng mà hiếm gặp. Và có một cái nhóm biến chứng là biến chứng đặc thù của thăm dò điện sinh học tim, như là chúng ta kích thích tim, chúng ta đưa ống thông ghi điện đồ có thể gây tổn thương đường dẫn truyền điện, gây block nhĩ thất. Chúng ta kích thích tim hăng quá sợ có thể loạn nhịp nguy hiểm hơn đấy. Kích thích thất mạnh quá có thể gây rung thất chẳng hạn, hay rung nhĩ, vân vân. Và có thể các biến chứng liên quan tới điều trị RF, như là điều trị đốt nút nhĩ thất có thể gây block nhĩ thất, đốt ngoại tâm tu hay đốt rung nhĩ thì có thể gây tàn dịch màng tim đấy, vân vân. Thì đây là những biến chứng mà chúng ta liệt kê. Phần lớn các trường hợp thì nói chung là tỷ lệ ít gặp và có thể xử trí được thành công. Và để cái kết thúc cái phần thứ nhất, tức là thăm dò điện sinh học tim, thì bao gồm gì ạ? Chúng ta sẽ cùng nhắc lại là thăm dò điện sinh học tim bao gồm